sau hơn một thập kỷ xây dựng trải qua năm đời bộ trưởng đội vốn hàng trăm triệu usd với nhiều lần lỡ hẹn đường sắt cát linh hà đông sắp được vận hành dự án này được cho là đã thiết lập nhiều kỷ lục buồn do vậy thông tin dự án sắp được đưa vào khai thác sử dụng đã thu hút nhiều sự chú ý hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về thông tin này trong bản tin ngày hôm nay đô thị Cát Linh Hà Đông có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5 km, từ Cát Linh đi Hà Đông với 12 nhà ga trên cao. Đoàn tàu chạy với vận tốc thiết kế tối đa 80 km/h, vận tốc bình quân khai thác 35 km/h, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút trên một chuyến. Theo tính toán, đoàn tàu đi từ đầu ga Cát Linh đến ga Yên Nghĩa sẽ mất 23 phút với 12 nhà ga. Thời gian chạy từ ga này đến ga kia là khoảng 1 phút với quãng rừng khoảng 30 đến 45 giây. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông được khởi công vào tháng 10 năm 2011 do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD, khoảng 20.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, Dự kiến ngày 6 tháng 11 tới đây, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiến hành bàn giao dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông cho thành phố Hà Nội. Theo đúng chỉ đạo của chính phủ, phải hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 đưa vào khai thác, sử dụng. Trước đó, ngày 1 tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp triển khai các công việc bàn giao tiếp nhận dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Trong đó, thống nhất chuẩn bị các hồ sơ, văn bản để lãnh đạo Bộ Giao thông và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký kết tại buổi lễ bàn giao tiếp nhận dự án. Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu tổng thầu EPC thực hiện chạy tàu liên tục không tải với tần suất tương tự như khi khai thác thương mại nhằm đảm bảo khi dự án được bàn giao cho Hà Nội sẽ khai thác thương mại được ngay, ông Vũ Văn Viện, giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết. Thành phố đã sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp nhận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông trong giai đoạn đầu. Cũng theo ông Vũ Văn Viện, giá vé tàu Cát Linh được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách, trong đó tối đa 15.000 đồng trên một lượt, nếu đi toàn chuyến và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất. Giá vé ngày 30.000 đồng trên một người, không giới hạn số lượt đi lại trên tuyến theo ngày. Giá vé tháng có các mức 200.000 đồng trên một người cho hành khách phổ thông, 100.000 đồng trên một người cho học sinh, sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể sẽ được áp dụng 140.000 đồng trên một người một tháng. Hà Nội miễn tiền vé cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Sau khi tiếp nhận Thành phố Hà Nội sẽ cho tàu tuyến Cát Linh Hà Đông chạy ngay và miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách trước khi thực hiện vận hành thương mại, ông Viện khẳng định. Ngày 29 tháng 10 vừa qua, hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã thống nhất kết quả nghiệm thu dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Đây là bước đánh giá cuối cùng để đưa dự án vào vận hành khai thác thương mại. Cũng liên quan đến dự án này, Văn phòng chính phủ đã thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phối hợp chặt chẽ giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức nghiệm thu, đưa dự án vào vận hành khai thác, tuân thủ theo quy định pháp luật. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá, việc hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông phục vụ nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Để bảo đảm vận hành khai thác an toàn, ổn định, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan thống nhất phương án, kế hoạch tổ chức bàn giao, khánh thành dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát kỹ kế hoạch, phương án vận hành khai thác dự án, lưu ý bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19. Có phương án kết nối, trung chuyển bằng các phương tiện vận tải công cộng tại các nhà ga, đặc biệt tại các ga đầu tuyến, ga Cát Linh và ga cuối tuyến, ga Yến Nghĩa, tạo thuận lợi cho người dân, bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ủn tắc. Đường sắt Cát Linh – Hà Đông là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước, hoàn thành đưa vào khai thác sau thời gian chờ đợi khá lâu hẳn nhiều người sẽ háo hức được check in và di chuyển trên những đoàn tàu của dự án nhiều kỷ lục này còn bạn bạn đã sẵn sàng mua vé chưa nếu có hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi nhé còn bây giờ bản tin của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại